Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi chiều tối của ngày 6 tháng 6 năm 2019, thì bên cơ sở lan rừng nhà em cập nhật nhiều loại mặt hàng lan rừng mới, và đặc biệt là hôm nay thì nhà em cũng có những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng và nhiều cái loại mặt hàng lan giống này rất là đẹp, đáng sưu tầm, và thêm những cái giò giáng hương đuôi cáo thực sự tuyển đẹp, hoa phân nhánh bản lá to đến 7 cm ạ, và những cái phần giáng hương đuôi cáo hàng bình dân để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Thêm những cái mặt hàng kg, thêm những mặt hàng kg khác nữa này. Đó. Rồi sau đây em xin được và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Và giá em báo ở đây thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là cái dòng lan trầm tím cô chú anh chị nhé. Hôm nay em vừa về một lô trầm tím, đây là trầm tím rừng Lào ạ. Trầm tím rừng Lào thì nói đến trầm thì cô chú anh chị biết rồi, bình thường trước đây thì em vẫn bán trầm rất là nhiều. Cái giá và thường là trầm Myanmar, thì trầm Myanmar và đây là lô trầm Lào cô chú anh chị nhé. Em báo chuẩn đây là lô trầm rừng Lào, và trầm rừng Lào cô chú anh chị chơi lan thì cũng biết rồi, giá thành của nó thì so với lại trầm Myanmar thì nó sẽ cao hơn, phải nói là cao hơn khá là nhiều, và cái tình trạng hàng thì nó khá là hiếm, không có nhiều đâu ạ. Cái trầm rào Lào rất là khan hiếm, không có nhiều hiện nay ấy, tại vì là người ta đã khai thác rất là nhiều rồi. Và trầm tím rừng Lào này em xin phép được bán với giá là 1.700.000 một kg cô chú anh chị nhé. Và thời điểm hiện tại thì mầm gốc nó đang lên và thân già thì cũng khá là top, cô chú anh chị nhìn tình trạng hàng giúp em nhé. Đó, thân già thì khá là top và để nuôi dưỡng mầm tơ mà, nên là cô chú anh chị quan sát kỹ cái tình trạng hàng, để không đi thì lại bảo là hàng này thối hết rồi, lại còn gửi cho khách như thế thì lại thực sự là rất là oan cho bọn em ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em tình trạng hàng như vậy. Em bán hàng này thì nó cũng khá là lợi cân, tại vì là những cái thân già nó top hết rồi, nên là lợi cân cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 1.700.000 trong 1 kg. Rồi mặt hàng tiếp theo, một cái loại lan rất là đáng sưu tầm, hoa vô cùng đẹp luôn cô chú anh chị xem này, màu vàng rất là đậm luôn ạ, và cái mùi hương thì phải nói là ngào ngạt luôn, hương rất là thơm, mùi hương thì thơm nhưng mà rất là dễ chịu. Đó, cái mùi màu sắc hoa thì vàng rực rỡ, đây là hoàng thảo điện Biên Đông hay còn gọi là đi san thum và là hương rừng, cái mùi hương thì thực sự quá là quyến rũ luôn ạ, rất là đẹp, với bông hoa vàng rất là đẹp, bông hoa to cô chú anh chị nhé, bông hoa rất là to luôn ạ. Hàng này thì hàng toàn là hàng dề thôi cô chú anh chị nhé, toàn là hàng dề thôi ạ. Hiện tại đang mầm gốc đấy ạ, mầm gốc tím ngắt đang lên rất là đẹp như thế này, và mỗi một dề như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 600-700, đây một dề khá là lớn như này, lớn nhá cô chú anh chị nhé, thì nó rơi vào khoảng tầm 600-700 gram. Những cái dề nhỏ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm, đây ví dụ như dề này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300 gram thôi. Đó, thì toàn là hàng dề thôi và trồng thì sẽ rất là dễ ạ. Đó, hoa thì đẹp lắm cô chú anh chị ạ, bông hoa cánh vàng ươm cả bên trong lẫn bên ngoài, màu vàng rất là đậm. 300.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé, 300.000 một kg dòng hoàng thảo điện Biên Đông ạ. Và ở đây em có một cái dòng lan nữa, đó chính là thạch hộc tía, một loại lan và là một vị thuốc, cái hàng về rất là đẹp luôn ạ, hàng hiện tại đang nụ và chưa hoa, mỗi dòng lan mà nó dòng lan và là một vị thuốc, nếu như tính vào là thuốc thì nó sẽ được liệt vào là một trong 10 loại thuốc quý nhất. Và đây là cái mặt hoa của nó, nói chung là khá là xinh cô chú anh chị nhá. Dạ, cái mặt hoa khá là xinh như vậy đó. Để cô chú anh chị lấy cái loại lan, một cái loại lan mà rất là cần có và nên có, đáng sưu tầm trong sân vườn. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Đấy, hàng thì những cái dề khá là dài đẹp, phần gốc nó cũng không to quá, bình thường những lô trước đây em lấy về thì cái phần gốc nó khá là to, tuy nhiên thì cái lô hàng này về thì cái lô phần gốc nó rất là nhỏ, nên là cô chú anh chị lấy thì sẽ được cái hàng rất là đẹp luôn ạ. 300.000 cho 1 kg nhé. Và đây là hải hương, hải hương thì em có, hiện tại em có một ít thôi. Hải hương thì dòng lan hoa vừa to
mà lại có dòng lan có hương thơm, và nó là một cái dòng lan mà đáng sưu tầm, một loại loại lan hài rất là đáng sưu tầm nhé. Bán với giá 400.000 trong 1 kg. Và đây là hoàng thảo thập hoa này. Hoàng thảo thập hoa hiện tại em có vài dây ạ. Và đây là những bông hoa xinh xắn, mặt hoa xinh xắn của dòng hoàng thảo thập hoa đây nhé. Còn vài bông sót lại. Bán với giá 140.000 trong 1 kg hoàng thảo thập hoa. Và đây là dòng hài, cũng là dòng hài, đó là hài Helen. Hài Helen cô chú anh chị nhé, một cái dòng hài phân bố hẹp. Và nó là một cái trong những cái loại lan hài đẹp nhất, một trong những loại lan hài đẹp nhất đáng sưu tầm. Cái dòng hài Helen này em bán với giá là 200.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Được rất là nhiều. Cái dòng này thì cây nó nhỏ nhỏ và khi mà ra hoa thì màu vàng, màu vàng ạ, rất là xinh luôn. 200.000 trong 1 kg. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng hiện tại thì cũng có ít thôi ạ. Dân hôm nay vừa mang về có một ít hàng này thôi. Em bán 150.000 trong 1 kg nhé. Và bên này là lô giá hương tam bảo sắc hoa vàng ạ. Giá hương tam bảo sắc hoa vàng thì lô hàng này là lô hàng mới. Lô hàng mới của chú anh chị nhé. Thì so với hàng của ngày hôm qua thì cái lô hàng này thì nó sẽ kém hơn một chút xíu ạ. Về cái số lá xếp, cái cây lá xếp, tỷ lệ lá xếp thì nó không có nhiều như hàng hôm qua. Và cái chất lá nó cũng không đẹp bằng, nên lô hàng này em sẽ bán giá rẻ cho cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 200.000 1 kg ạ. Hàng hôm qua thì nó đẹp hơn nên em bán 240.000, còn hàng này thì nó kém hơn một chút xíu cô chú anh chị nhé. Đấy, cũng có một số cây là cái mùa nắng nóng nên là cũng có một số cây thì nó sẽ khi mà vận chuyển đóng trong hộp lâu thì nó sẽ có bị vàng lá, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. 200.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan thực sự là rất đáng sưu tầm. Và đây là những cái cây lan mà nó phân bố hẹp. Và em nghĩ là nhiều cô chú anh chị chơi lan thì cũng có thể là chưa có cho sân vườn của mình những cái giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng này đâu ạ. Và đây là cái mặt hoa của nó đây cô chú anh chị nhé. Thực sự là cái màu hoa sắc hoa vàng đậm đà. Có những cây nó vàng đậm như là cái hoàng nhạn luôn, mà cái hương thơm thì thực sự là rất là quyến rũ luôn ạ. Đó. Và tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái cây mà cái màu sắc của nó sẽ nhạt hơn cô chú anh chị nhé, chứ không phải là cây nào cũng sẽ được màu vàng đậm như thế này đâu ạ. Đó, tam bảo sắc hoa vàng em bán với giá hàng hôm nay là giá là 200.000 1 kg. Mà cô chú anh chị nào đã đặt hàng ở những cái lô trước là 240.000 thì cô chú anh chị cũng hiểu là hàng này thì nó sẽ kém hơn hàng của ngày hôm qua cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán rẻ hơn ạ. Đó. Rồi ạ, sang bên này thì em có đây, em có một cái lô hàng thanh lý này. Lô hàng này là em có bạch nhạn. Phần bạch nhạn này rất là nhiều luôn này cô chú anh chị xem này. Bạch nhạn hay hoàng nhạn đây, hoàng nhạn luôn đấy cô chú anh chị ạ. Hoàng nhạn lẫn cả bạch nhạn nhé. Hoàng nhạn lẫn bạch nhạn rất là nhiều luôn. Chỗ này em bán với giá là bạch nhạn thì bình thường là giá trên 400.000 1 kg cơ. Chỗ này thì bạch nhạn, hoàng nhạn khá là nhiều, hoàng lạn lẫn bạch nhạn. Chỗ này em bán với giá là 120.000 này. Kim điệp, số kim điệp nhựa này khá là nhiều, trong khoảng tầm gần đến 1 kg ấy ạ. Khoảng tầm không biết bao nhiêu, em bán 80.000 chỗ kim điệp nhựa này cô chú anh chị nhé, hay còn gọi là kim điệp thơm ạ. Và sang đây em còn có một cái lô hàng này nữa này, một bó này. Một bó hàng này bao gồm có cái gì nhỉ? Vài nhánh hương vani đang nở hoa rất là xinh này. Đó, và một bó long nhãn. Một bó long nhãn. Toàn bộ chỗ này em bán với giá là 80.000. Đó. Hương vani và long nhãn 80.000. Sang bên này thì hôm nay em về cái lô dòng lan giả hạc Pháp. Thì cái loại cây giống và chầm trắng, chầm rồng đỏ nhá. Những cái loại lan sẽ nở vào dịp Tết ạ. Và cái mặt hoa vô cùng là đẹp. Được tất cả những người chơi lan ai cũng yêu thích cái dòng lan này này. Trước tiên thì em giới thiệu cái loại giả hạc Pháp trước cô chú anh chị nhá. Giả hạc Pháp ạ. Thì giả hạc Pháp ở đây thì cô chú anh chị xem rồi ạ. Cái lô hàng này rất là mướt luôn. Một chậu giả hạc Pháp như thế này thì nó sẽ rơi từ 5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Đây là cái thời điểm đang phát triển rất là mạnh với dòng giả hạc Pháp này. Và một cốc giả hạc Pháp từ 5 thân trở lên như thế này em sẽ bán với giá là 150.000 cho một cốc nhé. Và bình thường thì những cây này thì chắc là đến cuối năm nó cũng sẽ cho hoa đấy ạ. Đến Tết nó sẽ cho hoa và mặt hoa thì rất là đẹp luôn. Và khi mà đến mùa hoa chuẩn bị nụ ấy, người ta có thể bán mỗi một thân trên 100.000 đấy ạ. Đó, thì một cốc như vậy em bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Nhìn rất là đẹp luôn, lô hàng hôm nay về thực sự là rất là đẹp. Nói chung là ở đây thì em tính số lượng là ít nhất, nhưng mà đa số là nó sẽ nhiều hơn 5 thân. 150.000 cho một cốc giả hạc Pháp rất là đẹp như vậy.
Nếu mà những cái cốc nào mà nó dài đấy ạ, những cái cốc này thực rất là mập luôn, khóa hai tay rất là mập luôn ấy, thân đỏ au luôn. Này phải dài tầm 30 cm rồi. Những cái cây nó dài thì nó sẽ ít thân hơn này. Và sang bên này là dòng lan trầm trắng. Dòng lan trầm trắng đấy ạ. Dòng lan trầm trắng thì em có những cái chậu, hàng chậu nhựa như thế này cô chú anh chị nhá, thân xanh mướt luôn này. Đó, và hàng này thì nó sẽ ra hoa trắng tinh luôn. Và hàng này đã được nhân giống, và một cái dòng lan nổi tiếng, rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình rồi. Được nhân từ ki nên là cây sẽ rất là khỏe luôn. Đó. Và những cây này thì cũng đang độ phát triển đến cuối năm có thể dài đến tầm 50 cm cô chú anh chị nhá. Thì một cốc như vậy nó sẽ rơi từ tính từ 3 thân trở lên. Em bán một cốc trầm trắng như vậy với giá là 250.000 cho một cốc cô chú anh chị nhá. Cũng sẽ nở hoa vào dịp Tết ạ. Đó, đang độ phát triển. Cốc này chỉ 2 thân thôi. Đấy. Và cái dòng này thì thân bình thường nó cũng sẽ rất là nù, tuy nhiên cái cây này thì hiện tại là nó chưa đến cái giai đoạn thắt ngọn. Đến cuối năm tầm đến vào đầu đông thì bắt đầu nó sẽ thắt ngọn và nó mới bắt đầu phình thân, thì lúc đấy nó mới mập nhá. Và bên này là trầm rồng đỏ, cũng về lượng rất là lớn luôn ạ. Đó. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá, một cái dòng lan cũng nhân giống từ ki ạ. Nhân giống từ thân già cây mẹ nhá. Từ những cái mặt hoa đẹp của cây trầm rồng đỏ mẹ. Thì cái dòng lan này thì em bán theo thân nhá. Một cốc như vậy thì đa số là 2 thân. Cũng có những cái chậu thì nó có 3 thân cô chú anh chị nhá. Và ở đây em bán theo thân ạ. Mỗi một thân thì em sẽ bán với giá là 180.000. Và những cái dòng trầm rồng đỏ này thì khi mà nó trưởng thành nhá, từ bây giờ đến cuối năm nó trưởng thành thắt ngọn thì nó có thể dài tầm khoảng tầm 50 đến 80 cm, tùy theo chế độ chăm sóc của cô chú anh chị. Và thân nó khi mà lúc nó thắt ngọn phình thân thì cái thân của nó có thể lên đến to đến khoảng tầm to phải phi 21 ạ. Nói chung là rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Và kèm theo đó thì cái bông hoa sẽ rất là to bền và lâu tàn. Và nó sẽ nở hoa rồi dịp Tết cô chú anh chị nhá. Và đến khi đấy thì người ta có thể bán mỗi một thân, những cái thân to ạ. Ở những cái thân to mà chăm sóc mập đẹp thì người ta có thể bán tầm khoảng tầm, em thấy là có những nơi người ta có thể bán đến cả 1 triệu một thân cơ ạ. Thì trung bình là mỗi một thân khoảng tầm 250.000 đến 300.000 khi mà nó đang có nụ cô chú anh chị nhá. Thì thời điểm bây giờ cô chú anh chị lấy thì nó chỉ bằng một cái nửa giá của cái thời điểm cuối năm thôi ạ. Đó. Về mình chăm sóc, tự tay mình chăm sóc và được ngắm hoa thì thực sự một điều rất là tuyệt vời. 180.000 cho một thân trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Trầm trắng là 250.000 cho một cốc. Đấy. Giả hạc Pháp thì rất là đẹp luôn. 150.000 cho một cốc. Và sang bên này thì sẽ là những cái phần phi điệp tím và phần dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Em xin được giới thiệu những cái phần phi điệp tím trước này. Em bắt đầu từ hình số 1 trở đi ạ. Và phi điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị biết rồi, nhiều mặt hoa rất là đẹp. Đa số là hàng cánh bông hoa thì rất là to và cánh sáp bóng nhá cô chú anh chị nhá. Và mặt hoa tỷ lệ đột biến cũng rất là cao nên là cũng được nhiều cô chú anh chị ở Lan Chi Lan ưa thích này. Hình số 1 này em có một cái thân rất là đẹp luôn ạ. Và một kiến ở dưới này nữa này. Đó, ở đây em gọi là hai kiến nhá, hai kiến đẹp này. Em bán với giá là 290.000 cô chú anh chị nhá. Kiến này dài khoảng bao nhiêu rồi, một gang tay rồi ạ. Kiến bên này thì nó nhỏ hơn nhá. 290.000 cho hình này. Hình số 2 là một cái rể đang nụ đấy ạ. Lá rất là xinh luôn. Đấy. Đó, đang nụ này. Đang nụ thì đấy. Đây là nụ của nó này. Đấy, cái rể này có 2 thân cô chú anh chị nhá, 2 thân với 2 tay hoa kèm theo rất là nhiều thân già. Đấy, thoải mái cô chú anh chị ươm ki. Chú anh chị biết rồi, nếu như mà mình ươm ki thì mỗi một mắt ngủ này lên 1 ki thì đến cuối mình chăm sóc khoảng tầm 2 năm thì cái ki đó có thể cho mình cái giá trị 1 ki có thể lên khoảng tầm 100.000 hoặc là hơn 100.000 tùy theo cái độ mập khỏe của cái ki ạ. Đó, nên là cái thân già thì nó cũng rất là giá trị cho những người chơi lan, những người làm vườn. Cái rể này thì rất là nhiều thân già và hai mầm gốc đẹp như thế này. Em bán với giá là 700.000 cô chú anh chị nhá. Hình 12 700.000 ạ. Hình số 2 700.000. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này em có các cái kiến tí hon nhá cô chú anh chị nhá. Kiến tí hon ạ. Đấy, tím này. Tím xinh nhá. Hình này có tất cả 14 kiến tí hon, em bán với giá là 480.000 nhá. 14 kiến tí hon ạ. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 4. Hình số 4 là một cái rể lá mít. Một rể lá mít đốt ngắn cổ rụt của vùng Cao Bằng đây ạ. Cô chú anh chị xem này. Đó. Cái rể nói chung là rất là đặc sắc luôn ạ. Đấy. Lá, chất lá rất là đẹp luôn.
Những cái cây mà vừa vừa lá mít vừa mới vừa cổ rụt thân nù như thế này thì thực sự là rất là hiếm và không có nhiều các chú anh chị nhé. Cây này thì nó cũng ngắn ngắn thôi, khoảng tầm 60 cm đổ lại thôi, nhưng mà cái tại vì là nó là dòng đốt ngắn mà kìa, nên nhìn rất là thích luôn này, thân rất là mập. Cái dề này em bán với giá là 1,2 triệu cô chú anh chị nhá, 1,2 triệu cho cái dề này ạ. Nói chung là đây là một cái cây khá là đặc biệt, rất là đẹp luôn, bản lá chất lá to đẹp cô chú anh chị nhá, đó rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5, mỗi dề này em bán với giá là 300.000, đang một nụ khá là xanh. Không biết là có ra được cái mặt hoa ám không. Hình này em bán 430.000 là hình số 5 nhé. Tiếp theo hình số 6, một cái dề thân vàng óng này ạ. Thân vàng óng này. Và em thấy là nó cũng không biết là nụ hay không đây. Chưa thấy có nụ gì cả. Hình này em bán với giá là 200.000. Hình tiếp theo cũng là một hình quá là đẹp luôn, cô chú chị xem này. Đó, lá xếp rụt rụt như thế này này, cũng là một dề đốt ngắn cổ rụt của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá, cũng là một dề lá mít ạ. Dạ. Rất là đẹp luôn. Hình này cũng kèm theo rất là nhiều thân già, thân rất là nù, đẹp. Đấy, cô chú anh chị nhìn xem này. Đó. Cái dề này em bán với giá là 1 triệu cô chú anh chị nhá, 1 triệu. Hình tiếp theo hình số 8, hình số 8 này em có hai mầm gốc như thế này và thân già vàng óng nhá. Mặt hoa sổ số thì chưa thấy có nụ gì cả. Hình này em bán với giá là 380.000 này, hình số 8 380.000. Hình tiếp theo hình số 9, mỗi dề một mầm này cũng chưa thấy có hoa có nụ nhé, hình này em bán 200.000. 200.000 cô chú anh chị nhé, hàng thân nụ ạ. Hình tiếp theo là hình số 10. 10 là một cái dề. Một dề với một mầm gốc xinh, thân nụ. Em bán dề này với giá là 300.000 ạ, 330.000 ạ. Hình tiếp theo là hình 11. Hình 11 đây. Hình 11 này em bán với giá 260.000 là một dề này. 260.000. Hình tiếp theo hình 12, đây hình 12 đây một dề thân nù đấy ạ. Thân nù và cũng đang nụ nhá. Hình 12 em bán với giá là 280.000. Thân rất là nù mập nhá. Hình tiếp theo là hình số 13. 13 cũng là một cái dề thân nù và kèm theo rất là nhiều thân già luôn như thế này này. Toàn là những cây hàng đốt ngắn thôi chú anh chị nhá. Đốt ngắn ạ. Cây này thì dạ, cái bản chất lá rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 480.000. Hình tiếp theo là hình số 14. 14 một dề này với một mầm gốc khá là dài rồi đấy ạ. Hình này em bán với giá là 330.000. Hình tiếp theo hình 15. Hình 15 này chỉ 150.000 thôi này. Đó, một dề với một mầm gốc. Mầm gốc này thì hơi thấp này. 150.000. Hình tiếp theo là hình số 16. Hình 16 này một dề thân xanh đấy ạ. Một dề thân xanh này em bán với giá 280.000 cô chú anh chị nhé. Một dề thân xanh ngắt luôn này, 280.000. Hình tiếp theo là hình số 17 này. Hình số 17 một dề, nói chung là rất là đẹp. Đã, chất lá rất là đẹp luôn. Đấy, thân nù, chất lá dày, rất là dày luôn cô chú anh chị ạ. Dề này em bán với giá là 300.000 nhé, 300.000 cho cây này. Tiếp theo là hình số 18 này, cũng là một cái dề thân nù mập khỏe này, 280.000 ạ. Là hình 18. Hình 19 đấy ạ. Hình 19, một dề này. Đây, một dề này em bán với giá là 330.000. Hình tiếp theo là hình số 20 cô chú anh chị nhá. Hình 20 ạ. Một dề em thấy là đây thân xanh mà đặc biệt là hiện tại em thấy đang nụ này. Nụ này có màu hồng hồng như vậy này. Bình thường là nó tím nhưng cái hồng nụ này thì em lại thấy nó hồng hồng như vậy, không biết là tại nó héo hay là nó bị làm sao em cũng không biết nhá. Đấy. Nụ hồng hồng như vậy. Đó. Cái dề này cũng là dề thân xanh với một mầm gốc thôi ạ. Hình 20 này em bán với giá là 760.000, kèm theo rất là nhiều thân già. Đó, 760.000. Tiếp theo là hình số 21. Hình số 21 cũng là một dề thân xanh nù. Hình này em bán 440.000 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo hình 22, hình 22 em có hai kiếm thân nù đấy ạ, đang nụ nhưng mà nụ bị rụng đi rồi nhá. Hình này em bán 260.000. Đấy, 260.000 cho hai kiến nụ này. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình 23, hai kiến này nó nhỏ nhá, hai kiến thân xanh nhỏ. Hình này em bán với giá 200.000. Hình 24. 24 này em có hai kiến này một kiến xanh, một kiến mập, khá là mập nhá. Hình này em bán 230.000 sẽ có hai mặt hoa. Hình 25. Hình 25 em có tất cả là 1 1 2 3 3 kiến khỏe. Một kiến này bị gãy mất mầm gốc nhá. Ba kiến này em bán với giá là 240.000. 240.000.
Bình thường cô chú anh chị biết rồi, những cái kiến mà người ta bóc ở vườn ra thì người ta cũng đã bán 90.000 đến 100.000 hoặc thậm chí là hơn đấy ạ. Đây là hàng bóc rừng cô chú anh chị nhé, nên là nó sẽ có giá trị về cái mặt hoa, sổ số ạ. Hàng này em bán với giá là 240.000. Tiếp theo là hình số 26. 26 này em có 6 kiến ạ. 6 kiến nhỏ cô chú anh chị nhé, 6 kiến nhỏ tất cả. 6 kiến này em bán 300.000, tính vào mỗi kiến 50.000 thôi nhá. Hình tiếp theo hình 27. 27 này em có một cái kiến nù ạ. Và lá dày dặn rất là đẹp luôn, không biết là có được coi là lá mít không đây. Dạ. Hình này em bán với giá là 150.000 hình 27. Hình tiếp theo hình 28 này, hình 28 cũng là một cái dề thân nù và lá chất lá dày cô chú anh chị nhá. Em bán 190.000. 190.000 cho kiến này. Hình tiếp theo là hình 29. 29 này em có hai kiến nù ạ. Một kiến tím ngắt này, thân rất là nù, đang một nụ này. Kiến này bên này cũng là một kiến nù này. Đó, hai kiến này thì là hai kiến nù, em nghĩ là sẽ có hai mặt hoa. Hình này em bán với giá 250.000. Hình 29 250.000. Hình 30, 30 có hai kiến chất lá đẹp. Đó. Hình 30 hai kiến nù chất lá đẹp em bán 260.000. Hình 31. 31 này hai kiến. Cái kiến này thì nó bị hỏng cái lá này này. Dân người ta không giữ được nên là hỏng lá thôi cô chú anh chị nhá. Hỏng lá này. Chứ ngọn không có ảnh hưởng nhá, hai kiến nù. Hai kiến nù này em bán với giá 240.000 nhá, hai kiến nù đẹp ạ. Đấy, rất là nù luôn cô chú anh chị nhìn này. Hình tiếp theo là hình số 32. 32 này em có một cái cặp này có hai kiến tím này. Lá tím này. Thêm một kiến này nữa. Đó. Hai hình này em bán với giá là em bán với giá 250.000 cho ba kiến này nhá. Ba kiến này 250.000 rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo hình 33. Hình 33 này. 33 này em có 1 này, 4 kiến cô chú anh chị nhá. 4 kiến này em bán với giá 290.000 ạ. 290.000 cho 4 kiến này. Chất lá đẹp. Hình tiếp theo là hình số 34. 34 này em có bao nhiêu kiến đây? Một kiến. Cái cặp này có hai kiến luôn nhá. Đấy, chất lá rất là xinh đẹp này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 kiến nhá. 6 kiến em bán 300.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 35. 35 này em có 3 kiến này. Kiến này thì thân mẹ rất là mập luôn, nhưng mà cây con thì em thấy là nó cũng hiện tại nó cũng không khỏe, không to lắm nhá. Đây. Kiến số 1 này, số 2 và số 3 đây. Nói chung đây là 3 kiến nù. 3 kiến nù này em bán với giá 330.000. Hình 35, 330.000. Đây hình 36. 36 này có 5 kiến nù cô chú chị nhá. 5 kiến nù, một kiến là tím rất là đẹp luôn này. 5 kiến tất cả nù đẹp. 5 kiến này em bán với giá là 320.000 nhá. 320.000 cho 5 kiến này. Nói chung là 3 kiến này khá là nù nhá cô chú chị nhá. Tiếp theo là hình số 37. Hình 37 này em có một dề với một mầm gốc như vậy thôi. Hình này em bán với giá 200.000 nhá. 200.000 ạ. Hình tiếp theo hình 38. Hình 38 này em cũng có một kiến duy nhất với giá 200.000. Hình tiếp theo hình 39 này, hình 39 một cái kiến này. Kiến này em cũng sẽ bán 200.000, cái kiến này em bán 200.000 nhá. Hình số 40, hình số 40 đây. 40 này một dề hai kiến. Đấy. Hai kiến mập. Em bán với giá 340.000 nhá. 340.000. Đây cái hình 41 nhá, hình 41 một dề này, chất lá rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị xem này, chất lá dày đẹp. Hình này em bán với giá là này cũng thân xanh, rất là xanh luôn. Mà cây già thì ở như vậy nhá, cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 560.000 là hình 41 ạ. Hình 42, 42 này ba kiến tím này, ba kiến tím này em bán với giá là 290.000. Hình 43, 43 đây, 43 này có ba kiến này. Ba kiến này em bán với giá là 300.000. Hình tiếp theo là hình số 44. Hình 44 đây. Cây kiến tím lịm luôn ạ. Ba kiến nhá, ba kiến tím này bán 330.000. Hình 45. Hình 45 một dề này em bán 220.000. Hình 46. 46 một dề này em bán 200.000. Hình tiếp theo hình 47. 47 đây, một dề này. Đấy. Một dề này kèm theo khá nhiều thân già. Em bán với giá 300.000. Hình tiếp theo 48 một kiến đẹp.
kiến rất là đẹp, em bán 180.000. Hình 49, 49 đây, hình 49 này em bán với giá là 300.000 nhá, hình 49 ạ. Nó dài hơn một gang tay của em rồi, cái mầm gốc ạ. Hình tiếp theo hình 50, 50 đây. Hình 50 này em bán với giá là 400.000 ạ. Đó, một dề thân nù, chất lá đẹp. Hình số 51. 51. Hình 51 em bán 360.000 một dề thân xanh ạ. Một dề thân xanh quý vị chị nhá, 360.000. Hình 52 đây, hình 52 này. Hình 52 đây em có một cái dề này thân rất là xanh luôn. Đấy ạ, thân rất là xanh luôn. Em bán dề này với giá là 400.000. 400.000 cô chú chị nhá. Hình tiếp theo hình 53, 53 này em có ba kiến ạ, ba kiến kèm theo một số ki ở trên này. Thân cũng rất là xanh, những cái ki rất là nhỏ, không biết về cô chú anh chị thì xong có được không này. Hình 53 300.000 ạ. Hình tiếp theo hình 54. Đây hình 54 đây. Hình 54 này một cái dề này có hai kiến này. Hai kiến này em bán với giá 220.000. Hình tiếp theo hình 55. Hình 55 này em có một cái dề khá là đẹp, hai mầm gốc rất là khỏe luôn. Và hai tay hoa nù cô chú anh chị nhá, hai tay da tay hoa mập ạ, mập khỏe ạ. À, tuy nhiên thì hiện tại là do vận chuyển đóng gói nên cái nụ của nó rụng hết cô chú anh chị nhá. Nụ của nó rụng hết đấy ạ. Đó, hai cái mầm này chất lá cũng đẹp dày dặn. Dề này em bán với giá là 700.000 ạ, 700.000 cho hình số 55. Hình tiếp theo hình 56. Hình 56 một dề này. Dề này lá bị thương một chút xíu tại vì vận chuyển trên rừng về ạ. Hình này em bán với giá là 350.000, hình thân nù nhá. Hình tiếp theo hình 57. 57 em có ba kiến. Ba kiến này em bán với giá 260.000. 260.000 cho ba kiến này. Tiếp theo hình 58, 58 này em có ba kiến. Ba kiến này em bán đầy ba kiến. Ba kiến nhá, nhưng mà có một cái kiến rất là mini cô chú anh chị nhá. Đấy. Hình này em bán với giá là 200.000 thôi ạ. Hình tiếp theo hình 59. 59 có 1 2 3 4 kiến nhá. 4 kiến này em bán 280.000 ạ. 280.000 đây cô chú anh chị xem nha. 4 kiến 280.000. Hình 60 có 2 kiến. Hai kiến như vậy em bán với giá 200.000 nhá. Hai kiến này 200.000. Tiếp theo là hình 61, hình 61 này có hai kiến, dề này có hai kiến khá là đẹp đấy ạ. Cái kiến này thì cũng bị thương ở lá này, bị thương ở lá thôi cô chú anh chị nhá. Do vận chuyển đóng gói nó bị hỏng ở cái lá này thôi. Hình 61 này em bán với giá 230.000, hai kiến này đẹp ạ. Hình tiếp theo hình 62, một kiến thôi 150.000 nhá. Một kiến 150.000. Hình tiếp theo 63, một kiến nù, chất lá đẹp. Hình 63 này em bán 300.000 ạ. Tiếp theo hình 64. Hình 64 này em có hai kiến này. Hai kiến này nói chung là khá là đẹp, một kiến này đẹp này, một thêm một kiến bên này nữa này. Hai kiến khá là khỏe đẹp, em bán 280.000. Hình tiếp theo hình 65. 65 này em có đây, một cái dề này riêng cái chỗ này có ba kiến rồi. Ba mầm rồi, thêm một mầm này nữa. Đấy. Hình này em bán với giá là 360.000 hình 65. Hình 66. 66 đây em có một kiến này. Hai kiến, ba kiến cô chú anh chị nhá, tính là ba kiến. Thêm một cái cây sắt sát này nữa, 280.000 cho hình này. 280.000 cho hình này ạ. Hình 67. 67 một dề này với một kiến này thôi, 160.000. 160.000. 67. Hình 68 một kiến nù, một kiến rất là nù luôn. Trời ơi, một kiến rất là nù này, đây là kiến thứ nhất nhá, một kiến rất là nù và hai cái kiến lá tím này. Hai kiến này chắc chắn, hình này chắc chắn cô chú anh chị sẽ có hai cái mặt hoa rất là đẹp luôn này. Hình này em bán với giá 330.000 nhá, 330.000 cho hình 68. Tiếp theo hình 69 này, 69 có hai cái kiến tím này, thêm một kiến này nữa này. Đó. Hình này ba kiến này em bán 240.000. Hình 70. Đây hình 70 đây ạ. Một dề này thân khá là mập đẹp, em bán 220.000. Hình 61. 61 thì em có hai kiến này. Hình như vậy nhá, hai kiến này em bán 200.000. Khá kèm theo khá là nhiều thân già nhưng cái lá này nó bị thương nhá, cô chú chị nhá, đây ạ. Lá ngọn này bị thương do vận chuyển này. Đó. Hình tiếp theo hình số 72 có ba kiến ạ. Ba kiến như vậy em bán 250.000 nhá. Kiến năm thứ mấy rồi nhưng mà nó chắc là thiếu dinh dưỡng hay sao mà nó còi này. Đó. Em bán 250.000. Hình 6 sang hình 73 sẽ hình dáng hương đuôi cáo. Hình dáng hương đuôi cáo 63. Đấy. Là hình như vậy nhá, cô chú anh chị nhìn này, có tất cả là 11 cây, 11 cây tất cả, cô chú anh chị nhìn cho các em nhá. Em bán 200.000. Hình tiếp theo là hình số 74, 74 em có hai cặp mẹ con tuy nhiên là hỏng hết ngọn. Thanh lý. Đây. Cái cây này hỏng ngọn, nó mọc lên ngọn khác này, một ngọn ngọn mẹ hỏng này, mọc lên một ngọn con ở ngách lá này, thêm một ngọn ở phía dưới này nữa này. Cây này cũng bị hỏng ngọn này, nó mọc lên một cái ngọn này bên dưới này và đang cho một nụ hoa này.
Đó, cái hình này em bán với giá 180.000 cho hình này. Hình tiếp theo hình 75, đây hình toàn bộ hình 75 như vậy nhá. 2 4 5 cây, đấy, 5 cây cáo. Một cây đang hoa khá là tím xinh. Đây. Nó bị dập nên là không nhìn hết vẻ đẹp này. Hình này em bán 200.000 ạ. Hình tiếp theo hình 46. 46 này em có 3 cái cây dáng hương đuôi cáo với hoa khá là dài, cũng nó cũng vừa đang ra hoa nhá. Cây này thì bị hỏng một lá này. Cây mẹ con hàng lá xếp nhưng bị hỏng một lá nhá. Đã xếp về cô chú anh chị nhá. 3 cây này em bán với giá là 200.000 ạ, 200.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 77. Hình 77 này em bán 200.000. 200.000 cô chú anh chị nhá. 200.000 có những cái cây dáng hương đuôi cáo đây, 2 4 5 cây dáng hương đuôi cáo khỏe đẹp như vậy nhá. Hình tiếp theo là hình số 78. 78 này em có tất cả là 13 cây dáng hương đuôi cáo ạ. 13 cây dáng hương đuôi cáo giống. Đây 13 cây dáng hương đuôi cáo giống, cũng có những cây là xếp rất là đẹp nhá. Hình này em bán với giá là 180.000 thôi. Hình tiếp theo là hình số 19. Là một dề cáo xếp V. Hàng dề này thì cô chú anh chị trồng chậu thì sẽ rất là đẹp. Đó. Hình này em bán dề này có bao nhiêu cây đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây tất cả cô chú anh chị nhá. Có 6 ngọn to nhỏ và dề trung gốc nhá. Cái dề này em bán với giá 250.000 nhá, cô chú anh chị nhá, 250.000 cho dề này. Đấy, cáo lá xếp trồng chậu thì rất là đẹp luôn ạ. Tại vì nó thẳng mà. Hình tiếp theo là hình số 18, hình số 80 ạ. Hình số 80 này em có khá là nhiều cây cáo khỏe đẹp như vậy này. 15 cây tất cả luôn cô chú anh chị nhá. Xanh đẹp luôn ạ. Hình này em bán với giá cũng 180.000. Hình tiếp theo là hình số 81. Hình 81 đây. Hình 81 này có 13 cây dáng hương đuôi cáo nhá. 13 cây dáng hương đuôi cáo cũng khỏe đẹp ạ. 13 cây dáng hương đuôi cáo này em bán với giá cũng 180.000. Hình tiếp theo là hình số 82. 82 là một dề mẹ con dáng hương đuôi cáo. Vòi hoa của cây mẹ khá là dài. Và đây là cây mẹ của nó này, do vận chuyển đóng gói cây mẹ có tách lá một chút xíu nhá. Cái hình này em bán với giá là 160.000, một mẹ và hai cây con. Nói chung là chất lá dày dặn đẹp. Một mẹ hai con. Em bán 160.000. Tiếp theo là hình số 83. 83 có 3 cây cáo khá là khủng này. Lá xếp rụt này, em bán với giá là 200.000. Tiếp theo hình 84. Hình 84 này em có 2 dề. Dề số 1 có một mẹ và hai con. Dề số 2 đây. Cặp này 2 cây. Cái hình này em bán với giá 150.000 nhá. Tiếp theo là hình 85. 85 đây ạ. Hình 85 này em bán với giá là 180.000. Có 3 cây cáo. Hình 86 150.000. 4 ngọn cáo, 5 ngọn cáo 150.000. Hình 87. 87 đây có 14 cây tất cả cô chú anh chị nhá. 14 ngọn dáng hương đuôi cáo như thế này. Em bán 180.000. Hôm nay hình làm đấy em. 88. Hả? Hôm nay tao làm đấy. Ui. Hình 88 này, hình 88 đây cô chú anh chị nhá. Hình 88 thì rất là đẹp luôn ạ. Dạ, có những cây cáo xếp V rất là đẹp luôn. Hình 88 này em bán với giá là có tất cả 18 cây các bạn, 18 cây lớn nhỏ em bán với giá là 180.000 nhá. Tiếp theo hình 89 này. Hình 89. Hình 89 đây, trời ơi có một cái cây này không lớn lắm nhưng vòi hoa vô cùng là dài luôn đấy ạ, cô chú anh chị xem này. Đó, cái vòi hoa của nó đây cô chú anh chị nhá, chất lá rất là dày dặn nên là cái vòi hoa cây khỏe nên cái vòi hoa rất là dài luôn. Hình này em có tất cả là 12 cây nhá, 12 cây to nhỏ. Nói chung là nó sẽ có cây đẹp cây xấu nhá. Đó. Cũng khá là, nói chung là hình này đẹp. Em bán hình này với giá cũng 180.000, là hình 89. Hình 90. Hình 90 đây ạ, hình 90 này 100 cũng 180.000. Đấy có những cây xếp rụt rịp luôn. Chất lá tròn xoe luôn đây ạ, những cây này. Hình này là 180.000 có 15 cây. Hình 91 là một hình rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá, là một dề cáo hoa phân nhánh, bản lá tròn xoe hàng lá mít luôn cô chú anh chị nhá. Dạ. Đây là một cái dề trung gốc. Nên là đây ạ, cô chú anh chị xem cho em ạ, rất là đẹp luôn. Đó. Cây mẹ thì một bên là 10 cặp lá, 2 4 6 8 10 cặp lá, một bên là 2 4 6 8 10 12 cặp lá cô chú anh chị nhá. 12 đang cặp lá thứ 13 luôn đấy ạ. Đó, một cái dề rất là đẹp luôn, chất lá đẹp và không đẹp không. Nói chung là dân người ta giữ được rất là tốt. Một cây mẹ và bao nhiêu cây con này?
1, 2, 3, 4, 5, 5 cây con và đang có vòi hoa phân nhánh nữa cô chú anh chị nhé. Đó, một cái dãy cáo có vòi hoa phân nhánh và cây bên trên này thì không cây mẹ thì có 3 vòi hoa luôn cô chú anh chị xem này. Đó, đây là cây mẹ của nó, không phải 5 cây con mà rất là nhiều cây con bên dưới này nữa này. Đó, nói chung là một dề rất là đẹp. Cái thế, đẹp từ cái thế đến từ cái lá cô chú anh chị nhá. Đẹp từ thế đến cả lá. Nói chung là rất là đẹp luôn. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 4 triệu cô chú anh chị nhá. 4 triệu cho cái dề dáng hương đuôi cáo rất là đẹp này. Tiếp theo là hình số 42, một cái dề. Nói chung là em hàng này thì nó không có quá nhiều cây nhưng mà nó thực sự là rất là đặc sắc luôn. Cái bản lá này lúc nãy em đo được nó là 7 sen cô chú anh chị nhá, 7 sen ạ. Và từ trước bán, từ khi bán lan đến nay thì em cũng đã rất là nhiều lần bán rồi. Em bán rất là nhiều năm rồi nhưng mà chưa từng thấy có một cái cây dáng hương đuôi cáo nào mà cái bản lá nó lại to đến như vậy ạ. Cây này hoa phân nhánh nhá. Riêng cái cây này có 3 cái vòi hoa và có một cái vòi hoa phân nhánh. Vòi hoa rất là dài luôn cô chú anh chị xem này. Đó, thực sự là một cái cây cáo tuyển rất là đẹp. Và một cây mẹ và bao nhiêu cây con đây? Một cây mẹ và 2-3 cây con thôi cô chú ý chị nhé. Và cây mẹ bao nhiêu cặp lá đây ạ? Bao nhiêu cặp lá đây nhỉ? 1 là 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 9, 10 ôi, em đếm lại nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 3 cặp lá, đang cặp lá thứ 14 của chú anh chị nhá. Chưa từng thấy một cây nào mà cái lá của nó to như thế này ạ. Thực sự là rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Đó, 14 cặp lá, 3 vòi hoa và có vòi hoa phân nhánh. Dây này em xin phép được bán với giá là 3 triệu ngồi cho cây dáng hương đuôi cáo rất là đặc biệt này nhá. 3 triệu cho cây dáng hương đuôi cáo này. Và tiếp theo, đây cô chú anh chị cùng xem ạ. Thực sự cái bản lá rất là to. To như cái lá của cây đai châu luôn đấy ạ cô chú anh chị ạ. Đó, thực sự là rất là to luôn. Hình tiếp theo là hình số 93 này. Hình 93 đây cô chú anh chị nhá. Một ngọn mẹ con dáng hương đuôi cáo rất là xinh. Đó. Cây mẹ cây con chất lá rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Chất lá, bản lá tròn đẹp, hai vòi hoa rất là dài luôn. Cái hình này em bán với giá là 360.000 cho hình 93 này. Hình tiếp theo là hình 94, một ngọn cáo lá xếp tăm tắp luôn, nhiều cặp lá và 3 vòi hoa cô chú anh chị nhé. Năm nay cho đang cho 3 vòi hoa đây ạ. Đó, cái ngọn cáo này em xin phép được bán với giá là 400.000 này. 400.000 cho ngọn dáng hương đuôi cáo này nhé. 400.000, 3 vòi hoa. Hình tiếp theo là hình số 95. Hình 95 đây. 95 này thì có em có một dế giò dáng hương đuôi cáo nguyên bản có 2 cái ngọn cáo nhé. Như vậy, hình này em bán với giá là 380.000 cho giò dáng hương đuôi cáo nguyên bản này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại như em có đây. Mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị và các bạn ạ. Và em xin được quay lại những cái mặt hàng hiện tại hàng kg mà nhà em có nhé. Trầm tím ạ. Trầm tím rừng Lào 1.700.000 một kg nhé. Điện Biên Đông. Điện Biên Đông thì là 300.000 cho một kg hàng hoa thơm nước mũi luôn. Thành Ngọc Tía. Thành Ngọc Tía hàng rất là đẹp luôn. 300.000 một kg thôi ạ. Giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị nhá. Hải Helen, Hải Hương, Phi Điệp Vàng. Một cái dòng lan đẹp, hoa thơm, rất thơm, đáng sưu tầm, dễ trồng, dễ thuần. Đó chính là Tam Bảo Sắc. 200.000 một kg. Bên kia giả hạc Pháp trầm trắng nhá. Giả hạc Pháp rất là đẹp luôn, xanh mướt mát như này luôn, trầm trắng này, trầm rồng đỏ. Đó. Em chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cái lan rừng bên cơ sở lan rừng của em ạ.